Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là bệnh viện của nhà nước và tư nhân kết hợp với nhau. Đây là bệnh viện lớn nhất khu vực miền Đông Nam Bộ. Tại công trình đồ sộ này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 đã triệu tập và tạm giam hàng chục cá nhân sai phạm. Họ đã làm thất thoát của nhà nước hàng ngàn tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được chia làm 3 khu. Đây là khu A, gồm 12 tầng. Trong bệnh viện được trang bị luôn cây ATM đó các bạn. Và đây là khu B, cũng gồm 12 tầng. Khu C thì gồm có 4 tầng. Đây là trên tầng 12 ở khu A, nhìn ra xa lộ Hà Nội hướng về ngã tư Amata, khu công nghiệp Amata. Và đây là nhìn từ tầng 3 của khu A ra đường Đồng Khởi. Bệnh viện được trang bị đầy đủ tiện ích. Ví dụ như là tầng nào cũng có những bộ ghế massage. Những bộ ghế massage này mình muốn ngồi lên thì phải nộp phí nha các bạn. Ngoài ra thì có quán cà phê và nơi mua sắm hàng hóa nằm ở trong bệnh viện luôn. Trong bệnh viện có đầy đủ mọi thứ để cho bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân mua bán đầy đủ ở trong đây. Thực sự thì đây là một bệnh viện lớn mà mình chưa từng thấy. Chỉ một khu A thôi mà mình đi không thể hết được. Mình đi trong vòng cả mấy tiếng đồng hồ nhưng không hết được khu A. Rất rộng, ở trong đây hệ thống phòng cháy chữa cháy và cầu thang máy được trang bị đầy đủ cho riêng biệt cho bệnh nhân và riêng biệt cho người nhà của bệnh nhân, cũng như riêng biệt cho bác sĩ. Không khí trong bệnh viện đặc biệt thoáng mát các bạn ạ. Lúc nào cảm giác như cũng có gió và nó rất là mát. Khi mình bước vào trong khuôn viên ở bên trong bệnh viện, mình cảm giác như là khí hậu ở Bảo Lộc vậy. Lực lượng an ninh ở trong bệnh viện là rất nhiều, nên là mình không có dám quay nhiều. Mình chỉ quay được tổng quát như vậy thôi các bạn ạ. Và với một công trình lớn và đồ sộ như vậy, xảy ra sai phạm thì làm lãng phí của nhà nước hàng ngàn tỷ đồng là phải rồi các bạn. Và đến giờ này người ta đã bắt tạm giam hàng chục người để điều tra rồi các bạn ạ. Các bạn xem clip nhớ bấm đăng ký kênh nha các bạn, để theo dõi những clip sau này của mình.